chuỗi bài giảng online hoàn toàn miễn phí trên fanpage của Miss Sao Giao Tiếp. Tháng 9 này chúng mình tổ chức chuỗi bài giảng online mang tên Better Yourself During COVID-19 với 8 tập khác nhau và cùng với những khách mời đến với chương trình các bạn nhé. Mục tiêu chính của chuỗi Better Yourself During COVID-19 đúng như tên gọi của nó, đó chính là lan tỏa năng lượng tích cực tới toàn thể tất cả các bạn trong mùa Covid. Và thông qua những buổi nói chuyện và những đoạn hội thoại giữa mình và khách mời thì chúng ta có thể rút ra được rất là nhiều từ vựng liên quan tới từng chủ đề xoay quanh cuộc sống. Pandemic, traveling, work and study from home, fitness, time for family and so many others. Chuỗi bài giảng online hoàn toàn miễn phí Better Yourself During COVID-19 sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần trên fanpage của Miss Sao Giao Tiếp. Link fanpage mình đã để phía dưới phần comment. Xin chào và hẹn gặp lại!